chúng ta cùng nắm tay thành một trái tim yêu thương dành tặng cho em. Và các bạn, nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 45 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên của Đài Truyền hình Việt Nam, chương trình Hội chợ ẩm thực do chính các cán bộ công nhân viên trong đài tự mình thể hiện đang diễn ra hết sức sôi nổi và hào hứng. Đã thành thông lệ, hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập, các cán bộ nhân viên của Đài Truyền hình Việt Nam lại tổ chức lễ hội ẩm thực với mục đích tạo không khí vui vẻ, đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị. Lần này, 44 gian hàng đã được các cán bộ, nhân viên, phóng viên, biên tập viên, những người thường ngày đã quen với việc lên sóng truyền hình, nay đích thân vào bếp để thể hiện tài năng. Và một điều đặc biệt trong năm nay, công đoàn của Đài Truyền hình Việt Nam kết hợp cùng Quỹ Tấm Lòng Việt đã tổ chức một buổi lễ kêu gọi từ thiện ủng hộ vào quỹ mổ tim cho hàng trăm trẻ em nghèo đang bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Với hoạt động này đã làm cho lễ kỷ niệm 45 năm ngày phát sóng đầu tiên của VTV trở nên thêm ý nghĩa. Mình nghĩ chương trình kêu gọi từ thiện là một cái hoạt động rất là ý nghĩa. Chỉ bằng những cái hành động rất là nhỏ của mình thôi, ví dụ là nhắn một cái tin nhắn tới số điện thoại, là mình đã có góp một phần nhỏ bé của mình dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh chưa may mắn. Và mình nghĩ rằng những cái điều đấy là hết sức cần thiết trong xã hội hiện nay. Tôi rất là mừng là qua chương trình này tôi thấy rất là nhiều người đã cùng tham gia vào để bình chọn cho chương trình Trái Tim Cho Em. Thì có lẽ đấy là một cái niềm vui của mình, một người cũng làm chương trình Trái Tim Cho Em, đã từng làm chương trình Trái Tim Cho Em, rằng là thấy mọi người cũng ủng hộ và mình cũng đã đóng góp được một phần nào đấy vào một cái việc ý nghĩa như vậy. Tôi nghĩ đây là một cái hoạt động rất là ý nghĩa. Tôi cũng rất là mong, đúng là truyền hình cũng rất là mong tất cả các quý vị khán giả sẽ cùng chung tay giúp sức cho những em nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh với một động tác rất là nhỏ thôi. Đấy là quý vị chỉ cần cầm điện thoại lên, bấm TTCE gửi 1408. Mỗi một tin nhắn sẽ là 16.000 đồng. 16.000 đồng đó của quý vị sẽ giúp cho được rất nhiều các em nhỏ đang bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Ngay trong lễ khai mạc, các lãnh đạo của Đài Truyền Việt Nam đã kêu gọi mọi người cùng chung tay góp sức, đóng góp từ thiện dành cho chương trình Trái Tim Cho Em thông qua hai cách: nhắn tin trên điện thoại và ủng hộ bằng tiền mặt. Ngay sau lễ phát động, tất cả những tấm lòng nhân ái đã thể hiện tình cảm của mình. Không chỉ tin nhắn, mỗi người còn có một hành động đẹp hơn, đó là cùng quyên góp những phần tiền nhỏ của mình, giúp đỡ được nhiều trái tim lỗi nhịp. Việt Nam chúng ta với cái truyền thống lá lành đùm lá rách ít thì đùm lá rách nhiều. Có thể nói là trong những ngày như này, trong những ngày mà chúng ta gọi là ngày hội của người làm truyền hình, thì việc thông qua những cái hoạt động với đông đảo số người tham gia này kêu gọi những tấm lòng hảo tâm để giúp đỡ cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, những trẻ em bị bệnh tim và không có điều kiện, đó là một điều rất tốt. Và tôi nghĩ rằng là không chỉ chúng ta đâu mà cả xã hội chúng ta nên chung tay để có thể giúp cho những cái hoàn cảnh khó khăn đó có được cái cơ hội để phát triển và tìm được cái sự phát triển của cuộc sống. Nhân dịp liên hoan ẩm thực 2015 thì thay mặt hội đồng quản lý Quỹ Tấm Lòng Việt, tôi cũng đã có huy động tất cả các đoàn viên công đoàn, cán bộ công chức viên chức của Đài Truyền Việt Nam đã góp những cái nghĩa cử rất là đẹp để cho cái hoạt động từ thiện, đặc biệt là cho cái chương trình Trái Tim Cho Em. Số tiền thu được từ cuộc vận động là hơn 100 triệu đồng, cùng với lượng tin nhắn không nhỏ đến từ Tổng đài Nhân đạo 1408 sẽ góp phần nhỏ để ủng hộ những trái tim đang hàng ngày chờ được phẫu thuật, tìm lại cuộc sống mới. Tôi nghĩ rằng đó là một cái việc làm rất rất có ý nghĩa và đã để cho các tấm lòng hảo tâm từ thiện để cùng chung tay giúp cho các em có một trái tim khỏe mạnh và có một cuộc sống bình thường. Không chỉ thu gọn trong quy mô tổ chức ở đài mà hoạt động này đã có thể vươn tới những nơi có các hoàn cảnh khó khăn là Trái Tim Cho Em. Vì vậy tôi nghĩ rằng đây là hoạt động hết sức nhân đạo. Trong thời gian tới thì cái quỹ Trái Tim Cho Em của chúng ta sẽ ngày càng lớn mạnh hơn khi mà được cái sự ủng hộ của rất là nhiều người. Tất cả vì Trái Tim Cho Em.